Một cuộc bạo loạn đã nổ ra ở Ấn Độ. Họ muốn thực dân Anh cút xéo khỏi đất nước của họ. Chẳng mấy chốc hàng rào kiên cố đã sắp bị đổ. Một anh chàng người Ấn Độ dưới trướng của thực dân Anh thấy vậy cay cú. Một mình anh cầm roi nhảy qua hàng rào để dẹp loạn. Anh đi đến đâu là quật phủ mỏ thằng đó. Một mình anh giờ đây đã chiến đấu với cả ngàn người. Nhưng chẳng mấy chốc anh bị đám dân làng đập cho tơi bời. Họ muốn đè chết anh. Nhưng đâu có dễ dàng như thế. Chẳng mấy chốc anh đã phá được vòng vây. Với sức mạnh phi thường và sinh mạng dai như đỉa, chẳng mấy chốc anh đã bắt được tên cầm đầu của cuộc bạo loạn. Hóa ra anh liều mạng như vậy chỉ vì muốn lấy lòng thống đốc người Anh để mình được thăng chức. Vậy mục đích của anh làm vậy để làm gì? Hãy cùng mình xem hết bộ phim này nhé! Câu chuyện bắt đầu vào năm 1920, khi thống đốc Anh Scott và người vợ Catherine đã ghé thăm một bộ lạc ở Adilabad. Họ phát hiện ra một cô bé tên là Mary có tài ca hát và phu nhân Catherine rất thích cô bé. Vì vậy cấp dưới đã ném 2 đồng xu cho cha mẹ của Mary. Mẹ của Mary ngỡ là được tặng 2 đồng xu, nhưng họ đã cưỡng chế và đưa Mary đi. Mẹ cô đã đuổi theo xe và cầu xin Catherine hãy tha cho con gái mình. Nhưng Catherine không muốn nghe những lời cầu xin này của bà ta. Sau đó ra hiệu cho tài xế tiếp tục lái xe đi. Mẹ Mary đã liều mạng chặn đầu xe, nhưng đã bị quân lính rút súng ra định bắn. May mắn thay thống đốc đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn. Nhưng không ngờ rằng thống đốc chỉ cảm thấy tiếc tiền cho viên đạn được bắn đi. Vì đạn dược phải vận chuyển vượt qua 7 đại dương mới có thể đến được đây. Làm như vậy sẽ rất lãng phí. Nghe xong quân lính đã lấy một khúc gỗ bên đường táng luôn vào đầu bà ấy khiến máu bắn ra tung tóe. Cô con gái trong xe thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Một tuần sau cảnh sát Ấn Độ đã cử người đến dinh thống đốc mong ông có thể trả cô bé trở lại. Nếu không bộ lạc của họ sẽ đi tìm, bởi họ sống với nhau như một gia đình. Ngay cả khi một con cừu bị mất tích nó cũng gây ra một nỗi mất mát lớn. Cấp dưới của Scott chế nhạo nói liệu bộ tộc này có thể đánh bại đế quốc Anh hùng mạnh bằng cung tên được hay không. Thì lúc này Bim người bảo vệ bộ tộc đang ở trong một khu rừng bên ngoài Derry. Đồng thời một cuộc bạo loạn đã nổ ra giữa một đồn cảnh sát ở ngoại ô Delhi. Hàng loạt người đang vẫy cờ hô hào yêu cầu thực dân Anh trả lại sự tự do cho nhà lãnh đạo của họ. Nếu không thì đồn cảnh sát này sẽ bị san bằng. Thấy vậy đội trưởng ngay lập tức báo cáo lên cấp trên nhờ hỗ trợ. Lúc này một người đàn ông mặc áo đỏ đã chụp lấy một hòn đá ném vỡ ảnh của thống đốc Anh rơi xuống khỏi tường. Đội trưởng liền nổi giận hét lên thằng khốn này khiến cho mọi người bất động. Rồi Raju chạy tới dẫm lên thùng dầu rồi bật qua hàng rào một mình xông vào đám đông. Rồi vung gậy gỗ chiến đấu như Lý Tiểu Long. Kết quả là Raju không chỉ tự mình chống cự đám đông mà còn thành công ném được gã áo đỏ vào đồn. Mà chính hào quang của Raju cũng khiến đám đông kinh hãi. Anh nghĩ rằng mình sẽ có thể thăng chức với thành tích xuất sắc này. Nhưng không ngờ rằng tên của anh ấy thậm chí còn không được nhắc đến trong cuộc tuyên dương. Điều này đã làm cho Raju vô cùng tức giận. Phía bên kia Bim trong rừng đã đổ đẫm máu gà đầy người và thu hút được thành công con sói trong rừng. Rồi sau đó quay đầu bỏ chạy dụ con sói đuổi theo khỏi khu rừng. Nhưng anh chợt nhìn thấy dấu chân hổ trên mặt đất rồi nhìn lên xung quanh. Một con hổ đang chờ đón anh đã lao tới. Đúng lúc con hổ đang định vồ anh thì anh đã né sang một bên để hai con mãnh thú đâm vồ vào nhau. Anh tiếp tục bỏ chạy. Con sói hung dữ cũng bị hổ dọa cho mà chạy mất. Sau đó con hổ quay lại và đuổi theo Bim một lần nữa. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Bim may mắn nhảy được qua cái bẫy. Nhưng anh đã xem thường sức mạnh của con hổ quá rồi. Bất ngờ dây bị đứt, Bim kịp thời nắm lấy dây thừng thoát được cái chết. Bim cố gắng kéo hai sợi dây lại với nhau bằng toàn bộ sức lực được thể hiện rõ trên cơ bắp của anh. Nhưng vì kéo quá mạnh nên sợi dây đã bị đứt. Khi con hổ thoát được khỏi sợi dây thì định lao tới vồ anh. Nhưng anh đã ném một liều thuốc mê của mình vào thẳng mặt của nó. Khi thuốc mê có tác dụng, anh đã đỡ lấy con hổ khổng lồ. Nhưng mục đích anh bắt liều mạng con thú này là gì? Hóa ra anh là anh trai của Mary và đã tìm tung tích của cô bé được 6 tháng nhưng vẫn không có kết quả. Cảnh sát Ấn Độ đã nói với thực dân Anh về sự xuất hiện của Bim, nhưng thật khó để bắt được anh chàng này bởi vì cảnh sát không có bất kỳ thông tin nào về anh ấy. Lúc đó phu nhân Catherine đã lên tiếng, ai bắt được anh ta thì sẽ được thăng chức đặc công. Lúc này Raju muốn được thăng chức và đồng thời để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha nên anh đã tình nguyện đi bắt Bim. Ở phía bên kia Bim đã cử đồng bọn lẻn vào dinh thống đốc. Nhưng một người đồng bọn của Bim đã bị lính đánh vì không có giấy tờ tùy thân. May mắn thay một người phụ nữ Anh đã xuất hiện kịp thời để chấm dứt sự tàn ác này. Mặt khác, Raju cũng đã nghĩ ra cách để tìm Bim. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Vì vậy, Bim đã đến điểm gặp gỡ của những người cách mạng và những kẻ nổi loạn. Và cho biết cách làm cách mạng hiệu quả nhất để giết được thống đốc Scott. Câu nói này đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của những người bạn đồng hành của Bim. Sau đó đã có một người bạn đưa Raju đi tìm Bim và có thể đưa anh qua một trạm kiểm soát. Khi thấy tên cảnh sát chào Raju, hai người bạn đồng hành liền bỏ chạy trong sợ hãi. Còn Raju cũng giả vờ sải bước để bắt kịp, nhưng cuối cùng vẫn không kịp họ. Sau đó người bạn đồng hành đã nói với Bim rằng họ đã bị cảnh sát chú ý. Bất ngờ đoàn tàu chạy qua đã rung lên tiếng rò rỉ két dầu và khiến bánh tàu bị trệch đường ray và trà sát thành tia lửa rồi bốc cháy. Toa xe nổ tung rồi rơi xuống khiến thuyền của một cậu bé đã bị lật. Cậu bé thì bị rơi xuống sông. Rồi cậu bé đã bị ngọn lửa bao quây vô cùng nguy hiểm.
Raju vừa hay từ trên cầu nhìn thấy và trùng hợp Bim cũng đang tìm cách cứu cậu bé trong vô thức. Hai người đã hiểu được ý nhau. Bim đã tìm thấy một chiếc xe máy và đi lên cây cầu, còn Raju đã lấy một sợi dây thừng rồi cưỡi ngựa đi. Sau đó ra hiệu cho Bim cầm lấy dây thừng rồi thắt vào hông. Tiếp theo cả hai bắt đầu hành động một cách ăn ý cứu thành công được cậu bé và trở thành một đôi bạn thân, nhưng họ chưa bao giờ tiết lộ cho nhau danh tính của họ. Hôm nay Bim đã gặp lại nữ thần của mình và người anh em tốt Raju đã tạo cơ hội cho họ gặp gỡ rồi ném đinh ra đường trước xe của cô ấy. Ngay lập tức lốp xe của cô ấy đã bị thủng. Vậy là Bim đã nhân cơ hội này đưa nữ thần đi chợ một cách vui vẻ. Bim suốt chặng đường nói chuyện vui vẻ và biết được tên của nữ thần là Jenny. Cô muốn mua một chiếc váy cho một cô bé Mary. Nghe thấy tên Mary, Bim đã rất sốc rồi đưa ra một chiếc vòng, nói chiếc vòng này rất hợp với cái váy. Sau đó Jenny đưa cho anh tấm thiệp trước khi đi và hy vọng anh ấy có thể đến tham dự. Trở về nhà, Jenny đã tặng chiếc váy và vòng tay cho Mary. Mary đã khóc vì sung sướng khi nhìn thấy dòng chữ trên đó rồi ôm lấy cô. Hôm sau Raju và Bim đã đến bữa tiệc của Jenny. Khi nhìn thấy Bim, Jenny rất vui và mời Bim ra khiêu vũ, dạy anh ngay cả khi anh không biết nhảy. Cảnh này đã khiến người theo đuổi Jenny vô cùng tức giận. Rồi sau đó anh ta cố tình làm cho Bim vấp ngã. Anh ta thậm chí còn chế giễu Bim là một kẻ đồi bại, rồi biểu diễn một điệu tango trước mặt anh và thu hút được đám đông đến đó. Raju đã không thể chịu đựng được nữa liền tranh lấy bộ trống của một anh trai, rồi vừa đánh trống vừa nhảy một điệu nhảy Ấn Độ sôi động, sau đó là các vũ điệu Ấn Độ cuồng nhiệt. Jenny đã mời Bim đến nhà cô ấy uống một tách cà phê sau buổi biểu diễn. Nhìn lưng họ khi rời đi, Raju đột nhiên đã nghĩ ra một điều gì đó. Đúng vậy, trong móng tay của những người bạn của Bim đã trốn thoát có màu sơn giống xe của Jenny. Rồi anh ngay lập tức có hướng điều tra. Anh đã tìm thấy anh chàng ở nhà để xe. Một cuộc săn đã xảy ra và Raju đã bắt được anh ta. Ở phía bên kia, Bim đã theo Jenny đến dinh thống đốc, một cung điện trắng lệ đã khiến Bim không thể rời mắt. Khi vào trong, Bim đã chợt nghe thấy tiếng hát. Anh liền nhận ra đó là tiếng hát của Mary. Vì vậy anh liền nói dối rằng anh đói và nhờ Jenny đi lấy gì đó cho anh ăn. Sau khi Jenny rời đi, Bim đã đi tìm Mary. Mary đã bật khóc ôm lấy Bim và muốn anh đưa cô ra khỏi đây. Bim đã trấn an cô và nói bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất, mà anh cần lên kế hoạch và chắc chắn sẽ cứu được cô. Bên kia, sau khi Raju bắt được bạn của Bim và tra tấn một cách dã man, nhưng anh ta vẫn không chịu nói nửa lời. Khi sắp chết, anh ta đã nhìn thấy một con rắn độc gần đó. Rồi anh ta sử dụng âm thanh để thu hút sự chú ý của rắn độc. Anh nhân cơ hội tóm lấy con rắn. Khi Raju đến hành hạ anh ta một lần nữa, anh ta đã ném con rắn độc vào người của Raju. Sau đó ngay lập tức anh ta đã bị con rắn độc cắn vào tay. Anh nói với Raju rằng đây là nọc độc mà ngay cả người anh cũng không thể cứu chữa khỏi. Và nó nhanh chóng phát tác làm cho anh chết trong một giờ. Nghe vậy, Raju đã ngồi xuống rồi rút con dao găm ra và cởi dây trói cho anh rồi loạng choạng rời đi. Sau khi biết được vị trí của Mary, Bim đã tìm đồng đội để nghiên cứu kế hoạch để giải cứu em gái. Bởi thống đốc Scott sẽ trở lại trong 2 ngày nữa, vì vậy cách tốt nhất để giải cứu Mary là trong tối nay, nếu không thì không có cơ hội. Và tại thời điểm này, Bim không để ý rằng Raju đi ngang qua cách đó không xa. Tiếng ồn trên phố đã thu hút sự chú ý của anh ấy và khi anh quay đầu lại đã thấy Raju đang nằm bất tỉnh. Xem vết thương trên cánh tay của Raju, Bim lập tức bảo anh em chuẩn bị một mẩu than đang cháy về đây. Rồi Bim tìm các loại thảo mộc và nghiền nát thành bột, sau đó hơ qua ngọn lửa nhỏ rồi đổ vào miệng Raju. Sau đó Bim đã tháo chiếc vòng thánh của mình xuống quấn vào cổ Raju. Raju nhìn thấy đã ngây người bởi vì trên người mà anh vừa tra tấn cũng có cái này. Ngay lập tức anh nhận ra Bim thực sự là một người tốt và chính Bim lại là người mà thống đốc muốn bắt giữ. Nhưng bây giờ anh ấy rất yếu, thậm chí là không thể nói được. Sau khi Bim đưa anh ta trở lại phòng ngủ, lúc rời đi anh đã bị Raju kéo lại, nhưng Bim nói nhất định anh phải đi. Vì đêm nay anh và dân làng đã định sẵn để cứu em gái, Bim thật thà đã nói hết mọi chuyện còn bày tỏ. Nếu bản thân có thể sống sót trở về, nhất định sẽ là anh em chí cốt với anh rồi bước đi. Raju muốn xông lên ngăn lại nhưng anh lại nghĩ đến cha mình từng là một người lính anh. Ngày xưa có làng không đóng thuế vì lũ lụt nên viên sĩ quan đã trói trưởng làng vào một cái cây để xử tử khi những người lính sắp sửa bắn. Ngài Scott đã ngăn anh ta lại ngay lập tức và nói rằng đạn rất đắt tiền, vậy nên không cần phải phung phí cho một người nông dân. Nghe vậy, người lính đã nhặt một chiếc búa tạ và đánh chết trưởng làng. Chứng kiến sự tàn bạo của thực dân, anh cha của Raju đã cởi bỏ đồng phục của mình ngay đêm hôm đó, rồi thành lập một quân đội của riêng mình để chống lại sự tàn bạo của thực dân anh. Và cậu bé Raju khi đó cũng được huấn luyện với cha mình. Và một ngày họ bị bao vây và đàn áp bởi quân đội, anh cha anh đã bảo vợ cùng đi sơ tán cùng dân làng lấy binh đánh trả. Sau loạt đạn, người cha đã bị thương nặng ngã xuống đất, rồi cha đưa súng cho Raju. Raju bắn từng phát một với tốc độ chính xác cực cao. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được mẹ và em trai chết trước mặt cậu. Cuối cùng Raju đã đánh lùi quân anh bằng thiện xạ siêu phàm của mình. Khi cha chết, ông hy vọng cậu hứa sẽ cung cấp cho mọi người vũ khí để đuổi thực dân anh ra khỏi đất nước của họ. Đêm đó, người bạn đồng hành của Bim đã lái xe vào dinh thự của thống đốc.
Bim đã nằm trên nóc xe và thả những con thú bị nhốt lao xuống. Dưới sự chỉ huy của Bim, các con vật đã không ngừng tấn công quân lính. Và cảnh tượng yên tĩnh trong đêm phút chốc đã trở nên hỗn loạn. Bim lợi dụng sự hỗn loạn để tìm Mary. Nhưng lúc này người bạn tốt Raju của anh đã đi đến trong một bộ đồng phục cảnh sát. Bim thật không thể tin được người bạn tốt của anh lại là lính của thực dân Anh. Raju không muốn nghe những điều vô nghĩa mà kiên quyết muốn còng tay anh ấy lại. Bim đã nói rằng anh ấy không làm gì sai, anh chỉ muốn cứu em gái và bộ lạc của mình mà thôi. Nhưng Raju vẫn kiên quyết thực hiện. Bim đã không thể chịu đựng được nữa mà hoàn toàn tức giận. Rồi sau đó hai người quay sang đánh nhau. Hai người ngang sức ngang tài, không thể phân thắng bại. Bim đã cầm một cái vòi phun nước, Raju thì cầm một ngọn đuốc, và đại chiến nước và lửa đã bắt đầu. Sau đó Bim nhanh chóng leo lên tòa nhà để đi giải cứu cho Mary. Raju nhất quyết không tha thứ, cầm lấy một chậu hoa ném về phía Bim để nhằm kết liễu Bim, nhưng anh vẫn chần chừ. Bim đã thay đổi tình thế, cưỡi lên người Raju, rồi rút vũ khí ra đâm vào ngực anh ta. Sau đó vội vàng chạy đi muốn cứu em gái. Nhưng không ngờ Raju rút sợi dây thánh trói tay của Bim, nói nếu muốn cứu em gái thì chỉ cần buông tay là được. Cuối cùng Bim đã chấp nhận bị bắt. Sau đó Raju cũng được trao cấp bậc sĩ quan đặc biệt bởi lời hứa của Catherine và được trọng trách cai quản kho vũ khí. Cuối cùng anh đã hoàn thành sự ủy thác hấp hối của cha mình. Raju đã viết ngay tin vui này cho vợ, nói rằng vũ khí đang ngay trong tầm tay của anh. Nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu bởi Bim sẽ bị thống đốc trừng phạt trước mặt công chúng. Raju đã nhắc nhở Bim trước ngày hành quyết, chỉ cần quỳ xuống thừa nhận những sai lầm của mình thì thống đốc sẽ để cho anh đi. Nhưng Bim không trả lời. Vì vậy Raju dưới hiệu lệnh của thống đốc chỉ có thể dùng roi da để đánh Bim. Những cái roi đau thấu da thấu thịt nhưng Bim vẫn không chịu quỳ xuống. Thấy vậy con mụ phu nhân đã vứt xuống một cái roi gai xuống. Điều này khiến Raju chỉ còn biết đắc dĩ quất roi vào người Bim, mặc sức cho Raju đánh như nào thì đánh. Điều này gây ra sự phẫn nộ. Người dân đã nổi dậy lao vào cứu Bim. Tổng đốc lập tức cử quân đi trấn áp, cuối cùng thì Bim đã bị kéo trở lại nhà tù. Raju đã đến nơi hành quyết một mình vào ban đêm với đầy những sự tội lỗi. Lúc này đã có một ông chú chạy lại nói với anh rằng anh chính thức được bổ nhiệm làm trưởng đoàn vận chuyển súng. Đây chính là một bước gần hơn để Raju hoàn thành sự giao phó của cha mình. Bim sẽ bị treo cổ vào ngày sắp tới và Bim không thể hy sinh vì chùm sáng của mục tiêu. Anh ấy từng nghĩ rằng một người và một khẩu súng có thể đạt được tự do. Và hôm nay Bim đã truyền cảm hứng cho mọi người bằng tinh thần của mình, biến mọi người thành vũ khí với cảm xúc, và anh muốn trả lại cảm xúc này cho mọi người. Vì vậy Raju hy vọng thống đốc sẽ cho anh ta một cơ hội. Anh hứa sẽ khiến Bim phải quỳ gối. Thế là đêm đó Raju đã bẻ cong cò súng. Sau khi Bim được đưa lên xe chú của Raju, bên ngoài khoang lén giấu một lưỡi lam. Ngày hôm sau trên đường đến pháp trường, thống đốc đã nói rằng cây bên đường có dấu vết bị đào bới, rồi ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh hơn. Raju dẫn đầu tăng tốc, xe đã cắt dây đỡ cây lớn khiến cây lớn đã đổ xuống đè vào xe thống đốc. Sau đó thống đốc đã nhặt súng lên bắn một viên đạn thổi bay lốp xe của Raju. Chiếc xe mất kiểm soát ngay lập tức đã bị lật và hất tung Raju ra khỏi xe. Thống đốc lập tức ra lệnh bắt giữ họ. Mary đã chạy nhanh vào rừng. Còn Bim lợi dụng lúc quân lính không chú ý đã cởi trói và hạ gục tất cả những người lính xung quanh. Những người lính bên kia muốn bắn nhưng đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn với khẩu súng. Raju bắn hạ tất cả những kẻ truy đuổi đang đuổi theo Mary. Sau đó Bim đã tìm thấy Mary và đưa cô bé đi. Còn Raju đã bị thống đốc bắt sống và bị nhốt trong nhà tù an ninh cao. Và chỉ cho ăn một lần một tuần. Thống đốc đến thăm nhà tù thì thấy Raju đang tập luyện thì đã vô cùng tức giận. Ông ta đã sai thuộc hạ đánh đập Raju một cách dã man, sau đó giam Raju trong tù túng. Trong môi trường khắc nghiệt này, Raju vẫn không quên tập luyện. Phía bên kia Bim đã đưa bộ tộc của mình và Mary đi trốn khỏi những binh lính Anh đang tìm kiếm họ khắp nơi. Họ đã không ăn trong 2 ngày thì bất ngờ lính Anh xông vào. Một người phụ nữ nhận thấy sự manh động của họ liền đi về phía trước, nói dối rằng bạn của cô ấy bị bệnh đậu mùa và mong anh có thể đưa bạn mình đến bệnh viện. Sau khi nghe bệnh đậu mùa, viên quan và binh lính sợ đến nỗi vội vàng rút lui. Bim đã cảm ơn cô đã giúp đỡ họ và nói chuyện, mới biết tên của cô ấy là Sisa. Cô ấy đến Delhi để tìm người chồng. Người kia hiện đang làm thanh tra cảnh sát cho thực dân Anh. Sau khi nghe đó là cảnh sát, mọi người tròn mắt. Nhưng Sisa nói với mọi người đừng lo lắng, rồi kể cho họ nghe câu chuyện và nhiệm vụ của chồng cô. Sau khi nghe câu chuyện, Bim nhận ra rằng người chồng được nhắc đến đó chính là Raju. Bây giờ Bim cũng hiểu ra những gì mà Raju đã làm và Raju sẽ bị treo cổ trong 2 ngày nữa. Sisa đã nhận được thông báo nhận xác. Bim nói với Sisa rằng anh ta chính là anh em tốt của chồng cô và anh hứa rằng dù anh có phải từ bỏ cuộc sống của mình thì anh cũng phải mang Raju trở lại. Bim đã lẻn vào nhà tù một mình vào giữa đêm, nhưng có điều phòng giam và an ninh nghiêm ngặt. Bim đã chợt nghĩ ra một ý hay. Anh đập đất với nhịp trống quen thuộc của họ thì Raju đã nghe thấy ám hiệu rồi sau đó phản hồi lại. Nhờ điều này Bim đã tìm thấy Raju. Hai người giờ đây cuối cùng đã hết hiểu lầm. Sau đó Bim đã giật mạnh cánh cửa phòng giam bằng tay không rồi kéo người anh em lên và nhấc lên cổ. Sau đó bộ đôi đã cùng nhau trốn thoát khỏi nhà tù. Thống đốc biết tin đã vô cùng tức giận vì điều đó rồi cử lực lượng đặc biệt được gửi đến để săn lùng hai người họ.
Bim rất nhanh đã đưa Raju đến một bức tượng trong rừng, sau đó băng bó vết thương đơn giản. Rồi Bim lấy cung tên từ bức tượng xuống biến nó thành tên lửa và bắn vào rừng. Một ngọn lửa lớn như vậy đã đốt cháy những kẻ truy đuổi và chạy từ phía. Lúc này Bim đang trốn trong nước đã nhặt ngọn thương của mình lao lên khỏi mặt nước. Cứ như vậy hai người họ đã cùng nhau chiến đấu từ nửa đêm đến rạng sáng giết hết tất cả những kẻ truy đuổi. Sau đó cả hai cùng nhau đến dinh thự của thống đốc lên kế hoạch giết thống đốc. Nhưng ông ta đã dùng đại bác để ngăn chặn hai người họ. Bim và Raju ngầm hợp tác với nhau, một người lái xe máy một người cưỡi ngựa. Khi Raju nhấn hết ga, chiếc mô tô đã bay lên không trung trong tích tắc rồi tận dụng cơ hội để nhảy xuống. Sau đó Bim bắn tên lửa vào xe máy lập tức bùng cháy dữ dội. Chiếc xe máy lao qua đầu thống đốc bay vào kho vũ khí. Dinh thống đốc bất ngờ phát nổ khói mịt mù khắp nơi. Hai anh em đã vào dinh thống đốc phá hủy hết tất cả và dùng viên đạn cuối cùng để kết liễu đời thống đốc. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim ngày hôm nay mất rồi. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.